chị vô, chị vô, chị vô. Chị vô, chị vô, chị vô. Được nè. Nó thường đi quay cho nó sống động rồi. Bỏ vô chai sữa rồi. Bỏ chung chai sữa có hay? Rồi, nè, nè, nè. Có bộ đi mới đưa dân sự có lên mấy đứa rồi. Dân sự một, hai, ba. Dân sự có lên. Cái gì vậy? Trong sao nó có nuôi súc vật đâu mà kêu dữ vậy? Thì con thấy hình sự nó đáng quyết liệt cái gì? Dây tình ngu vô đi nè! À, đây là trận đá giữa MU với là Việt Nam. Chứ không phải MU với Thái Lan nữa. Đây còn mua gì mà bà đó nè. Nghe em chưa đây. Gì vậy? Cầu thủ An Hải nhất hành tinh. Ai Động tay mà, tôi thấy động tay. Động tay
Penalty, 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 penalty. Huấn luyện viên đội tuyển
Hồ Trang vô đi, Hồ Trang leo quá. Tao mà chiến xong rồi đi có tát anh một, bắn tát anh điện thoại luôn nha. Lấy không rồi trời. Ờ, ai có sức khỏe. Lần em. Nhưng mà nhờ tôi nên mình thấy như rồi mới được ghi. Đây là fan của Tùng Sơn. Đấy, có thôi anh Hải giúp hành tinh. Ai đâu đâu đâu. Bọn anh xin đá Việt Nam. Đi chơi chơi để con rộng. Đi này, đi này, đi này. Ôi, đứng lên. Ôi ơi. Chậm quá. Đứng lên đây trời. Để thấy 7-8 mùa thù ở một chỗ. Từ sao không còn lại. Còn phát ra văn của các bạn nữ. Có thể thấy số 9 tức là anh Hải. Còn chiếc Hải nói gì hả? Mình đấu rồi. Mình lắm rồi. Tiếp tục là số 9. Chơi xì da rất lạnh lùng. Bắt mới chạy nha. Số 9 cô.
Bạn ấy phát biểu là trong tay bác mất giày. Cầu thủ. Để tí nữa tôi sẽ phỏng vấn về trình độ phỏng vấn của trọng tài. Đang quay mà. Bóng tới chân em. Một mình em chấp hết. Cút rồi, đá banh của đội bạn. Đây thấy rất là nguy hiểm. Trời ơi, kèm người đây sao mà đến người ta nhiều vậy? Kèm đi. Đá rồi. Bắt đầu lạnh luôn. Nghe mà. Nhi, đéo mình mất sâu. Tiếp tục đây. Lừa như con thành công rất nguy hiểm. Đây Nhi, nhìn em kìa, rất cú sút rất mạnh, những cú sút có thể làm chết khiến. Bóng không quay được thịt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.